Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài tập số 6 sách khoa vật lý lớp 12 trang 107. Đề bài hỏi như sau: sự biến thiên của dòng điện I trong một mạch dao động lệch pha như thế nào so với sự biến thiên của điện tích Q của một bản tụ điện? Có đáp án A, I cùng pha với Q. Đáp án B, I ngược pha với Q. Đáp án C, I sớm pha pi trên 2 so với Q. Đáp án D, I trễ pha pi trên 2 so với Q. Như lý thuyết chúng ta đã học về sự biến thiên điện tích và cường độ dòng điện của mạch dao động lý tưởng trong phần một nhỏ của mục 2 La Mã. Có kết luận như sau: điện tích Q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện I trong mạch dao động biến thiên điều hòa theo thời gian I sớm pha pi trên 2. Như vậy, cô có thể trả lời câu hỏi như sau. Cô có biểu thức điện tích Q bằng Q0 cos omega t cộng phi. Biểu thức về cường độ dòng điện I bằng I0 cos omega t cộng phi và cộng pi trên 2. Như vậy, nhìn vào biểu thức này các em có thể nhận xét được đó là I sớm pha pi trên 2 so với Q. Đối chiếu lại với đáp án của đề bài, thì chúng ta có thể lựa chọn đáp án là C, I sớm pha pi trên 2 so với Q. Kết luận: chọn đáp án C là đáp án chính xác. Bài tập số 6 đến đây là kết thúc.